Thực sự nếu người ta nói một người đừng nói với ai là, ví dụ đừng nói với ai là tao cho tiền mày nha, đừng nói với ai là tôi với em quen nhau nha, thì ta có đang phạm lỗi kêu người khác nói dối không? Vì Phật nói không được bảo người khác nói dối vì sẽ phạm giới nói dối. Thưa quý vị đó, cái giới nói dối thì nó phải thể hiện ra ở cái chỗ là mình phải nói hoặc mình hành động thì nó mới tính là phạm giới nói dối. Còn khi mình giữ im lặng ấy, mình không nói thì nó không phạm giới nói dối. Ví dụ như trong chú giải cho pháp cú á, có trường hợp một vị tỳ kheo thấy cái con ngỗng á, nó ăn cái viên ngọc của người thợ kim hoàn, và khi cái người thợ ra tra hỏi á, thì vị này không có nói, vị này giữ im lặng. Thì trong trường hợp đó, vị tỳ kheo đâu có nói dối, bởi vì vị tỳ kheo là nghĩ là nếu mình nói thì con ngỗng sẽ chết, cho nên vị tỳ kheo giữ im lặng. Và người thợ kim hoàn do tiếc của và lo sợ sẽ bị trừng phạt bởi cái viên ngọc đó là viên ngọc nhà vua giao cho để làm một món trang sức cho nhà vua, thì mới đánh đập vị tỳ kheo này để vị tỳ kheo khai ra. Bởi vì viên ngọc để ngay kế bên đó mà vị này mất mất vị này ở ngay đó, vị này không nói gì hết, thì vị tỳ kheo nhẫn nhịn thà bị đánh chứ không có nói là con ngỗng nó ăn đấy. Và trong cái lúc đánh con ngỗng nó cứ tràn ràng nó tới gần đó, thì tên bay đạn lạc, con ngỗng đó nó dính chưởng và nó chết. Thì khi vị tỳ kheo thấy con ngỗng chết rồi, vị tỳ kheo mới nói là cái viên ngọc nó nằm ở trong bụng con ngỗng đấy. Thì trong trường hợp đó vị tỳ kheo không có phạm giới nói dối, bởi vì vị tỳ kheo đâu có nói đâu mà nói dối. Cho nên trong trường hợp chúng ta giữ im lặng, trong trường hợp chúng ta giữ im lặng thì không phạm giới nói dối. Mặc dù có đôi khi là mình có cái ý là mình che giấu đó, nhưng mà chỉ cần là mình vẫn còn giữ im lặng thì mình không phạm giới nói dối. Tuy nhiên, xin nhắc quý vị, nhắc đi nhắc lại khi mà nói về giới, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp nha. Và nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là chúng ta làm cái việc đó đó, chúng ta làm dựa trên cái tâm gì, tức là cái tâm mà chúng ta làm nó là tâm thiện hay tâm bất thiện. Nếu như chúng ta làm bằng một cái thiện ý, một cái thiện chí, ví dụ như mình làm thiện mà mình không muốn công khai, cho nên là vì cái thiện chí đó cho nên là mình không nói, thì đó lại là tâm lành. Còn ví dụ như mình ngoại tình chẳng hạn, mình không có công khai, thì đó lại là cái nghiệp bất thiện. Thì cái việc mình che giấu đó nó lại nằm ở trong cái là tam nghiệp kính khuất. Tức là mình làm ác, mình làm bậy mà mình không muốn người ta biết đấy, thì đó lại là cái ác nghiệp. Cho nên không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nếu như mà quý vị thờ cái câu nào để mà tụng như tụng chú á, thì quý vị có thể tụng cái câu này cũng được, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp thì cũng được ha. Nhớ giùm.